Hôm nay con chín được rồi. Chú ra. Bất ngờ chứ. Hú hồn với pha bắt con chí khổng lồ trên đầu của một cô gái trẻ. Chấy hay chí là loại côn trùng ký sinh cư trú ở trên da và tóc của đầu người. Chấy sinh sống bằng cách hút máu vật chủ người cũng như thú vật. Chấy ký sinh gây ra ngứa ngáy, khó chịu cho con người. Nguyên nhân thường do lối sống mất vệ sinh. Vì vậy, mỗi khi nghe tới chí, chúng ta thường có cảm giác rất ghê rợn và nổi cả da gà với những màn bắt chí trực tiếp trên đầu. Mới đầu, bạn Lê Long đăng tải clip với nội dung nơi trú ẩn và cuộc trò chuyện trong clip cũng nói về con chí khổng lồ. Chí được chúa nên khiến mọi người rất hồi hộp và sợ hãi khi thấy cô gái đang cố bắt con chí đó ra khỏi đầu. Mọi người thấy con chí khổng lồ. Hôm nay con chí được rồi. Con chí to vậy sao chứ thế? Thế nhưng sau một hồi cố gắng thì hóa ra con chí mà mọi người đang nhắc đến lại là một bé sóc vô cùng đáng yêu đang trốn trên đầu của cô nàng xinh đẹp này. Quá thật, nhìn thoáng qua thấy nhiều lông mà màu hạt tiêu, thế này thì chả khác gì nhện chí hay các loại côn trùng khác cả. May quá, hóa ra chỉ là bé sóc. Nhiều bạn lo sợ giùm cho chủ clip lỡ bắt xuống mà là con chí thiệt chắc xỉu ngang luôn quá. Đúng là không sợ gì chỉ sợ các khán giả vừa xem vừa bình luận trực tiếp khiến người xem qua TikTok sợ hãi tột độ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lưu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.